Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Trong và sau bão lũ, ngập lụt, nhiều dịch bệnh nguy hiểm có thể lây lan trên diện rộng bởi môi trường sống ẩm ướt, nhà cửa bị ngập úng, rác thải ứ đọng là điều kiện lý tưởng để các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm sinh sôi. Những ngày gần đây ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt, đặc biệt là viêm kết mạc. Theo số liệu thống kê mới nhất tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, gần 70% bệnh nhân đến khám trong những ngày gần đây được chẩn đoán mắc các bệnh lý của kết giác mạc, nhiều nhất là viêm kết mạc, một trong những bệnh lý phổ biến do tác động của nước bẩn, bụi và dị vật nhỏ trong không khí. Bác sĩ Mai Thị Anh Thư, trưởng khoa khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh lý của kết mạc và giác mạc sau siêu bão với các triệu chứng như cộm, đỏ mắt, ngứa rát, chảy nước mắt, khiến bệnh nhân vô cùng khó chịu. Nếu không xử lý kịp thời, những tổn thương này có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới thị lực. Tương tự, tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Thị Thúy Hằng, phó trưởng khoa mắt cho biết, ngập lụt trên diện rộng khiến nước đem theo chất bẩn, độc hại, môi trường ô nhiễm là nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm tại mắt. Trong đó, bệnh viêm kết mạc là phổ biến, có thể bùng phát thành dịch sau lũ. Viêm kết mạc sẽ gia tăng ở cộng đồng thiếu nước sạch, lứa tuổi dễ mắc các bệnh mắt thuộc hai nhóm là trẻ em dưới 15 tuổi và người lớn trên 60 tuổi. Bệnh rất dễ lây, có thể thành các vụ dịch lớn. Mưa lớn trên diện rộng kéo dài sau bão số 3 đã khiến nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập úng. Hiện nước đã rút dần, người dân đang dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường để có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng trên diện rộng lại là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus, trung gian truyền bệnh, phát triển và gây bệnh cho con người. Như phần đầu của bản tin đã đề cập cảnh giác với bệnh viêm kết mạc sau mưa lũ, các chuyên gia y tế cảnh báo những nơi mưa lũ đi qua rất dễ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như là tả, lỵ, thương hàn. Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, sau mưa lũ, ngập lụt nhiều ngày, nguồn nước thường bị bẩn, ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết lẫn vào nước sông suối, ao hồ. Nguồn nước nhiễm bẩn khiến vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi phát triển, gây bệnh cho con người. Trong đó phổ biến nhất là các bệnh về da, bệnh về đường ruột và đường tiêu hóa, các bệnh về mắt, bệnh phụ khoa do tắm nước bẩn. Nghĩa là cái ô nhiễm ngay cái nguồn mà những cái nguồn như là nước thải, rác thải hoặc là những cái hố chôn lấp hóa chất, hố chôn lấp về các cái rác thải thì gây ô nhiễm ngay lập tức. Còn những cái mà dạng như là cây cối, những cái xác động vật thối rữa thì thường nó sau nhiều ngày, sau 3 đến 5 ngày thì nó rõ nhất là bắt đầu nó gây ô nhiễm gọi là thứ phát, nghĩa là từ những cái nguồn mà trực tiếp từ bão lũ nó kéo về thì lúc đấy là những cái phân hủy của lá cây, phân hủy từ xác động vật và các cái vấn đề gì khác nữa là nó dồn đến đấy và nó sẽ tạo ra một cái ô nhiễm tổng thể ngày càng nặng hơn ở đây. Mưa lũ, ngập úng cũng là điều kiện thuận lợi để cho trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết là loang quăng, bọ gậy, muỗi vằn phát triển. Do đó, sau ngập lụt, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất cao. Đặc biệt, các chuyên gia y tế còn cho biết, nếu như trong thiên tai, bão lũ, người dân trải qua khó khăn về mặt thể lý như nhu cầu ăn uống, nhu cầu an toàn, nhưng sau thiên tai thì đó là những khó khăn về mặt tâm lý như sự sợ hãi, lo âu và rối loạn giấc ngủ khiến nhiều người luôn cảm thấy bất an, không an toàn. Nếu tình trạng này không được hỗ trợ kịp thời thì tổn thương tâm lý sẽ hình thành và để lại nhiều nguy cơ về lâu dài cho sức khỏe tâm thần. Có thể thấy nước lũ rút đi để lại một lượng lớn rác thải, bùn đất và xác động vật. Đây là những yếu tố khiến môi trường bị ô nhiễm cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân. Đây cũng là yếu tố nguy cơ để nhiều dịch bệnh bùng phát. Những ngày qua, sau khi nước rút, chính quyền nhiều địa phương đã phối hợp cùng người dân, các lực lượng chức năng thực hiện tổng vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh, công tác này cũng cần có những nguyên tắc nhất định. Ngay sau khi nước rút, gia đình anh Sơn đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường xung quanh nhà. Trước đó, chính quyền địa phương cùng nhân viên y tế cũng đã đến, hướng dẫn gia đình anh các bước khử khuẩn, xử lý nguồn nước. Địa phương là cũng đều có người trong khu các thứ là cũng đều thường xuyên đến nhà nhắc nhở và hướng dẫn bà con là chẳng hạn như những điểm lấy nước và những điểm phát đồ ăn các thứ
Trước khi là lũ thì là trên loa cũng thường xuyên phát, thế là để bà con đề phòng và thế là hướng dẫn là sau khi nước rút thì cũng thế là khử khuẩn dọn sạch sẽ nhà, sẽ có người đến phun khử khuẩn và thực tế là hôm nay cũng đã có đoàn đến phun khử khuẩn. Ở ven sông nên khi bão số 3 gây mưa lớn, nhà bà Hoa đã bị ngập, phải di dời đến nơi khác. Ngay sau khi nước rút, nhân viên y tế đã nhanh chóng đến phun hóa chất khử khuẩn, đồng thời hướng dẫn gia đình bà quy trình xử lý nguồn nước sinh hoạt. Cô là xong nước rút cái là trạm y tế xã Hiền Lương là cán bộ ra là đã khử khuẩn, mang thuốc đến khử khuẩn và nhìn chung là các cán bộ ở xã là họ quan tâm đến, là hỏi gia đình nhà cô là đầy đủ hết, chăm sóc sức khỏe hết. Trung tâm y tế đã có kế hoạch và hướng dẫn các trạm y tế, hướng dẫn bà con nhân dân và phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo bằng mọi nguồn, để đảm bảo tối thiểu cho bà con nhân dân là ít nhất là được 60 lít nước sinh hoạt, tức là tối thiểu đấy. Còn nếu được nhiều hơn thì là càng tốt. Đấy, nhưng mà tối thiểu nhất là 60 lít trong cái thời gian mà ngập. Còn khi mà nước rút thì lại phải tiến hành công tác là thau rửa các cái giếng, thau rửa các cái bể mà bị ngập nước, xử lý các cái rác thải vân vân và xử lý nguồn nước bằng các cái hóa chất để đảm bảo cái nguồn nước sinh hoạt bà con. Nước rút đến đâu, huy động các lực lượng làm vệ sinh môi trường đến đó, vì nếu không làm kịp thời sẽ khó đẩy được phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi. Các biện pháp thực hiện gồm đẩy sạch bùn đất ra khỏi nhà cửa, khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác động vật chết và tẩy uế. Đây là một trong những nguyên tắc được chính quyền địa phương này áp dụng để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân vùng ngập lụt. Trước khi đó chúng tôi đã chuẩn bị cái cơ số vật tư y tế đảm bảo, các cái hóa chất đảm bảo để chúng tôi thứ nhất là vệ sinh toàn bộ cái bề mặt đối với các nhà dân cũng như các cái công trình công cộng như trường học rồi thì trụ sở, các cái cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó chúng tôi hiện tại đang chờ nước xuống hẳn để chúng tôi vệ sinh các cái nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Trước đó do ảnh hưởng của bão số 3, huyện Hạ Hòa thuộc tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Nước lũ lên cao đã khiến hơn 3.000 hộ dân bị ngập lụt, cô lập. Ngay sau khi nước rút, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương, trung tâm y tế đã nhanh chóng thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải. Với các hộ chưa xử lý được giếng nước sinh hoạt, trước mắt chính quyền sẽ vận chuyển nước từ các khu vực khác đến. Hiện tại thì chúng tôi đang hoàn toàn chủ động được vấn đề về vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước cho nhân dân. Để có được điều đó thì chúng tôi đã kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức bên ngoài huyện, đặc biệt là trong huyện thì chúng tôi sử dụng tốt cái hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở, y tế thôn bản rồi thì huy động từ những cái địa phương khác mà không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lần này, cũng như là huy động các cái tổ chức khác ủng hộ về trang thiết bị, về vật tư y tế cũng như nguồn nhân lực để chúng tôi triển khai đồng bộ trên tất cả các xã mà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo những nơi mưa lũ đi qua dễ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, bệnh đường tiêu hóa, da liễu. Vì vậy, chính quyền địa phương cần chủ động trong việc hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh môi trường quanh khu vực mình sinh sống. Làm sao có cái nước để mà đảm bảo cho người dân người ta sử dụng là đảm bảo. Thứ nhất ở đây thì chúng ta phải thau rửa các cái đồ đựng hoặc là những cái bồn chứa nước hoặc cái giếng nước, chúng ta phải làm sạch làm trong bằng các phèn hoặc chúng ta dùng khử trùng bằng clorin B. Nhưng mà khuyến cáo là người ta vẫn, mặc dù đã làm bằng cái biện pháp như thế nhưng vẫn phải dùng nước sôi để ăn uống, chứ không thể dùng cái nước mà chúng ta chỉ mới khử khuẩn để ăn uống được. Về vấn đề vệ sinh môi trường thì yêu cầu chính quyền địa phương phải huy động nguồn lực tập trung người dân làm sao để mà thực hiện theo nguyên tắc này, nước rút đâu vệ sinh đến đó, nghĩa là cứ rút thì chúng ta vệ sinh ngay, sạch sẽ để hạn chế các cái mầm bệnh, gây bệnh. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe, người dân vùng ngập lụt, ảnh hưởng mưa bão, tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.
Phóng sự nguyên tắc xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường sau ngập úng đã kết thúc Y tế trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.